Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các nhà kinh doanh, nhà khởi nghiệp. Sau đây là điểm tin kinh doanh tổng hợp với những tin tức nổi bật trong tuần từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với các tin quốc tế. 1. Về tình hình dịch bệnh thế giới. Tuần qua, thế giới ghi nhận có hơn 220 triệu ca nhiễm COVID-19, hơn 4,57 triệu người tử vong. Thứ hai, về tình hình đối ngoại, chính trị thế giới. Israel rung chuyển bởi vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo Scud của Syria. Quân đội Syria bị cho là đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm tấn công vào lãnh thổ Israel, sau khi liên tiếp hứng chịu những trận không kích từ máy bay chiến đấu của Tel Aviv. Gia tăng xung đột trên Biển Đông. Trong khuôn khổ của luật an toàn giao thông hàng hải Trung Quốc mới được điều chỉnh và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, hàng loạt tàu thuyền nước ngoài khi tiến vào vùng biển do Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền phải khai báo thông tin với giới chức Trung Quốc và cho phép hoa tiêu nước này lên tàu. Thứ ba, về tình hình kinh tế thế giới. Biến chủng Delta khiến châu Á lúng túng. Doanh số ô tô tại Trung Quốc giảm 11,9% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota, hãng xe lớn nhất thế giới về doanh số, tuần trước tuyên bố cắt giảm 40% sản lượng xe tháng 9 so với kế hoạch ban đầu do không có đủ chip. Đợt bùng dịch ở Đông Nam Á đã gây ra thách thức lớn về chuỗi cung ứng đối với những nhà sản xuất lớn do dựa vào nguồn cung linh kiện ô tô và chip sản xuất tại Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Kinh tế châu Âu. Các nền kinh tế thành viên của Liên minh châu Âu đang trên đà hồi phục mạnh mẽ từ cuộc suy thoái kinh tế do hậu quả của đại dịch COVID-19. Trong năm 2021, Italy và Tây Ban Nha đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong hơn 40 năm qua với các mức lần lượt là 5,6% và 6,2%. Nước Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, tuần trước đã điều chỉnh nâng ước tính tăng trưởng kinh tế trong năm 2021. Kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi. Chính phủ Thái Lan ngày 27 tháng 8 cho biết sẽ dỡ hầu hết các biện pháp chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực bán lẻ và ăn uống từ tháng 9 và cho phép tụ tập tới 25 người ở Bangkok và các khu vực rủi ro cao khác để phục hồi nền kinh tế một cách an toàn. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan vẫn đang chống chọi với đợt bùng dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay và cố gắng đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Đến nay, mới có khoảng 10% dân số Thái Lan được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Amazon ra mắt cửa hàng trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử 11 Street của Hàn Quốc. Ngày 31 tháng 8, tập đoàn bán lẻ Amazon của Mỹ đã công bố ra mắt Amazon Global Store trên nền tảng thương mại điện tử 11 Street của Hàn Quốc. Gã khổng lồ sản xuất chip Trung Quốc SMIC xây dựng nhà máy mới trị giá khoảng 8,8 tỷ đô la. Ngày 3 tháng 9, tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế SMIC của Trung Quốc cho biết sẽ đầu tư khoảng 8,87 tỷ đô la xây dựng một nhà máy chip ở Thượng Hải để mở rộng công suất trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các tin trong nước. Thứ nhất, về tình hình dịch bệnh trong nước. Đến nay, Việt Nam ghi nhận có khoảng 500.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện đã có hơn 50% bệnh nhân được chữa khỏi, đang điều trị gần 6.500 ca bệnh nặng. Thứ hai, về tình hình chính trị, đối ngoại trong nước. Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự hội nghị Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 tại Áo, thăm làm việc với EB, Bỉ và thăm chính thức Phần Lan từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9. Các chuyến thăm và làm việc diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo Wolfgang Sobotka, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vevilainen. Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp để thực thi, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 1 tháng 9, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc chính thức thi hành luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển. Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán trên các vùng biển của mình được xác định theo đúng quy định của UNCLOS. Thứ ba, về tình hình kinh tế trong nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, tối ngày 2 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 theo hình thức ghi hình. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2021, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa các doanh nghiệp Nga, AEEU và ASEAN. Việt Nam và các nước ASEAN nhất trí phối hợp chặt chẽ cùng với Nga thúc đẩy thương mại, đầu tư, duy trì chuỗi cung ứng, khu vực, tăng cường hợp tác giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu với ASEAN, đóng góp thúc đẩy thương mại và liên kết khu vực. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và AEEU thật hiệu quả, làm tiền đề để tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Nga nói riêng và hợp tác liên khu vực giữa ASEAN và AEEU nói chung. Theo số liệu vừa được nhận từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 25.360 tỷ đồng. Về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 53,7 tỷ đô la, giảm 5,8% so với tháng trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 26,2 tỷ đô la, giảm 6% và tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ đô la, giảm 5,5% so với tháng 7 năm 2021. Bạn ấn tượng với tin tức nào nhất hay muốn bổ sung thêm gì? Đừng ngại chia sẻ dưới một bình luận của video này. Nếu bạn thấy Điểm tin kinh doanh tổng hợp trong tuần hữu ích, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.